Chào quý khán thính giả và Christine xin chào đón quý vị vào chương trình The Christine Sa Show. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại thành phố Santa Ana, miền Nam California để tham dự trong một buổi tiệc gây quỹ được tổ chức từ Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ. Đó là Hội The Vietnamese American Arts and Letters Association, tên ngắn là VALA. Và kính thưa quý vị, buổi tiệc hôm nay sẽ ủng hộ sự khai trương của The VALA Center, nơi mà sẽ có rất nhiều sinh hoạt nghệ thuật cho tất cả những anh chị em trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và kính thưa quý vị, đây là một vấn đề mà Christine thật lòng ủng hộ, cho nên Christine rất vui được có mặt hôm nay. Ladies and gentlemen, you are watching the Christine Sa Show, and once again, I am Christine welcoming you to the show. Today, we are here in the city of Santa Ana in Southern California to gather in this event. This is a fundraiser and mixer brought to you by VALA. Now, VALA is the Vietnamese American Arts and Letters Association. We are fundraising and we are mixing and mingling in support of the opening of the VALA Center, a place for all kinds of activities in the arts for the Vietnamese American community. And this is an issue that I personally support very much, so it is my great, great honor to be here. We're going to have a lot of live music tonight and many fun activities, plus the appearance of a number of big names from the community. Kính thưa quý vị, hôm nay sẽ có sự có mặt của một số tên tuổi rất là lớn từ cộng đồng Việt Nam của chúng ta. So once again, I'd like to welcome you and have you join us as we walk around tonight and talk with the people who are here. Christine Sa xin kính mời quý vị và các bạn cùng với Christine tham dự trong buổi tiệc đêm nay. My name is Isa Le, and I'm the executive director of the Vietnamese American Arts and Letters Association. The acronym is VALA, V-A-L-A. And what we are is we are a nonprofit art organization, and the organization was established in 1991, and by some journalists and writers and painters who were based in Orange County. And since then, we have had a lot of art activities, such as art exhibitions, annual Moon Festival Children's Art Contest, book signings, and Vietnamese International Film Festival, Cinema Symposium, all kinds of art activities, workshops for the youth, and led by the artists. So our main goal is to support the Vietnamese American artists. VALA is the center of Vietnamese arts research and archives. Founded in 1991 by a group of Vietnamese American journalists, artists, and friends, Vietnamese American Arts and Letters Association is a community-based nonprofit organization. VALA's mission is to promote and enrich arts and culture by, for, and about the Vietnamese communities. VALA has organized numerous cultural events such as art exhibitions, book fairs, book signings, recitals, plays, lectures, the biannual Vietnamese International Film Festival, the annual Children's Moon Festival Arts Contest, and the year-long art and music classes. VALA recently developed SMART Program, which offers free year-round after-school art workshops for various organizations in the Los Angeles and Orange County areas, serving underprivileged and at-risk youth from all backgrounds. The Vietnamese International Film Festival is an eight-day event uniquely showcasing films made by Vietnamese and Vietnamese diasporic filmmakers. Presented biannually since 2003 by the two nonprofit organizations,
Vietnamese American Arts and Letters Association, and the Vietnamese Language and Culture, VIF has featured films from all over the world, including but not limited to Australia, Canada, France, Germany, Israel, Poland, United States, and Vietnam. VIF is held mainly at the University of California in Irvine, with some screenings at the University of California in Los Angeles and Westminster, Southern California. Each edition, VIF attracts over 4,000 people coming from all around the world. Vala will continue to produce artistic programs that promote the vitality of Vietnamese arts and culture. They will be the home for artists and audiences of all backgrounds to interact in an ongoing dialogue. For more information, please log on to the website at www.vala.org. Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ Vala hân hạnh giới thiệu cuộc triển lãm FOB lần thứ hai Nghệ thuật lên tiếng. Cuộc triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 18 tháng Giêng năm 2009 tại Santa Ana, Nam California. Đây là cuộc triển lãm lớn nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ, quy tụ hơn 40 nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Mang chủ đề nghệ thuật lên tiếng, FOB lần thứ hai xoáy vào giao điểm giữa nghệ thuật, chính trị và cộng đồng. Cuộc triển lãm sẽ là một diễn đàn cho các thành viên trong cộng đồng chia sẻ câu chuyện của họ qua hình thức nghệ thuật tạo hình hoặc trình diễn và tham dự vào những cuộc hội thảo. Mời quý vị hãy cùng tham gia và góp tiếng nói trong cuộc triển lãm FOB lần thứ hai, Nghệ thuật lên tiếng. TD Media Graphic Printing and Copy Center chuyên design và in ấn các loại bìa CD, DVD, poster, business cards, logos, lịch, sửa chữa ảnh bị hư, cũ, in banner khổ lớn. Đặc biệt hoàn tất công việc trong vòng 24 tiếng, đến với TD Media là đến với phẩm chất chuyên nghiệp. TD Media 9351 Bosa Avenue, Westminster, California 92683 trong khu Zip Post. Điện thoại 714-891-7818. Tập đoàn trân trọng kính mời.